Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Dũng Vision. Hôm nay bản tin chúng tôi nói thiên về bầu cử Mỹ hơn là về chiến sự, bởi vì chiến sự tôi thấy nó cũng không có khác biệt nhiều. Ngoài cái hiện nay đang chỗ khu vực Kursk đang ủng vàng một chút thì cũng đã tiêu diệt được một số vài trăm lính Ukraine, và các cái đụng độ giữa người Triều Tiên và người Ukraine tại đây thì thực tế chưa có, nhưng mà Ukraine thì họ nói có rồi, thì chúng ta sẽ cập nhật sau. Bây giờ quay trở lại bầu cử, nhưng bởi vì là ở đây chúng ta biết rằng bên Việt Nam chúng ta là hiện nay là đang sáng ngày 5 tháng 11, nhưng mà bên Mỹ thì chúng ta biết là bây giờ người ta mới có 5 giờ chiều, 5 rưỡi chiều, tức là khoảng 7 tiếng nữa là bắt đầu kiểm phiếu. 7 tiếng nữa tất nhiên là 12 giờ đêm thì cũng chả ai kiểm đâu, nhưng mà về danh chính ngôn thuận thì bắt đầu từ 7-8 tiếng đồng hồ nữa là bắt đầu kiểm phiếu. Thì bên này nó rất là nóng, cho nên là chúng ta không nói cũng không được, bởi vì đây là một trong những cái tin thời sự nóng hổi nhất của thế giới hiện nay. Tâm điểm nó chỉ còn 24 tiếng đồng hồ là có thể chúng ta sẽ biết được là ai. Không tới 24 tiếng đâu, bây giờ 5 rưỡi thì như vậy là khoảng hơn, tức là khoảng 30 tiếng đồng hồ nữa sẽ chúng ta biết được Tổng thống nước Mỹ là ai. Thì đây là theo một cái khảo sát, tức là early voting, có nghĩa là bầu cử sớm. Thì hiện nay chúng ta thấy là con số bầu cử sớm là gần 80 triệu người, mà tổng số cử tri đi bỏ phiếu cho tổng thống lần này thì chúng ta biết là 224 triệu, thế này cái số này như thế là này, chiếm 1/3. Thì chúng ta thấy là hiện nay bà Harris đã 41% và ông Donald Trump là 39%, khác là 20%. Thì hai số này coi như cũng xem đi, nhưng mà bà Harris đã vượt. Nhưng mà cái quan trọng là trong cái bản đồ bầu cử thì chúng ta biết là có 7 cái bang là dao động, chúng ta phân tích rất nhiều rồi, nhưng mà có nhiều bạn cũng còn đang thắc mắc là tại sao cái bang dao động đấy thì nó có ảnh hưởng đến cái kết quả bầu cử này. Thì chúng ta biết là nó 50 bang hiện nay của nước Mỹ, trong đó 48 bang ở nội địa và 2 bang ở hải ngoại. Tức là không phải hải ngoại mà tức là nó không nằm trong đại lục. Tức là một em thì là Alaska và một em nữa là Hawaii. Thì Alaska thì thông thường là đỏ, mà Hawaii thì thường thường là xanh. Thế thì hai em này đều là ba phiếu đại cử tri hết. Như vậy còn 48 nằm trong đại lục là 48 đây. Thì nó đây nó xếp theo giống như cái hình bản đồ nước Mỹ. Thì trong đó có 7 bang, thì chúng ta bây giờ chúng ta xem 7 bang thôi. Thì trong tổng thể thì bà Harris đang hơn rồi. Trong 7 bang này, nếu mà ai mà được 4 bang, mà nếu mà 4 bang mà trừ được 4 bang miền Bắc ấy, thì nó sẽ được là nếu mà bà Harris mà cứ được 4 bang thì chắc chắn là bà sẽ là đắc cử. Nhưng mà Trump mà được 4 bang ở miền Nam thì chưa chắc là đắc cử, chỉ là coi như là bằng bà Harris thôi. Cho nên hiện nay cái lợi thế nó thuộc về bà Harris. Tuy nhiên là có một số các cái gọi là khảo sát thì ông Trump hiện nay đang nhỉnh hơn trong tất cả các bang trừ cái bang gọi là Arizona. Nhưng một số cái gọi là khảo sát thì Arizona thì nó lại thuộc về ông đảng Cộng hòa. Thì bây giờ chúng ta chỉ dò cho bảy cái bang thôi, hiện nay nó gọi là bang chiến địa đó. Mà trong 7 bang chiến địa này thì chúng ta cũng biết là bang PA này, tức là Pennsylvania này, thì nó sẽ là cái bang có thể nói là nó quyết định nếu bang này bỏ phiếu cho ai thì là tổng thống sẽ đắc cử. Thế bây giờ chúng ta xem cái thứ nhất là cái bang Nevada. Cái bang Nevada này thì chúng ta thấy là hiện nay Republican là 38% và Democrat tức dân chủ 34%. Như vậy là trong cái bầu cử sớm này thì Cộng hòa đang dẫn 4 điểm phần trăm, như vậy tương đối vững. Bang thứ hai là bang Arizona. Thì Cộng hòa hiện nay đang 42 và Dân chủ 33, thì chúng ta thấy là Cộng hòa tương đối vững, tức là hai anh chàng này cộng vào, anh chàng này là 6 phiếu, đấy, anh chàng này là 11 phiếu, thì như thế là được 17 phiếu. Chúng ta qua bang Georgia. Georgia này hiện nay thì chúng ta thấy là Cộng hòa 48 phiếu, 48% và Dân chủ 45, thì cái anh Georgia này là cũng là đang lợi thế thuộc về ông Trump. Tức là chúng ta thấy là như vậy là cái bang này tôi nhớ là 16 phiếu cộng với 17 phiếu bên kia là được 33 phiếu. Bang Bắc
Carolina thì chúng ta thấy là Cộng hòa 33, Dân chủ 32 thì tương đương nhau. Nhưng mà cái số mà AZ này, AZ tức là 35%, tức là khác là 35% thì chưa thể biết được, bởi vì đây là cái bảng dao động. Trong 35% đấy nó theo ai thì không biết. Hiện nay cái bảng này cứ cho là hòa nhau. Chúng ta cho hòa nhau. Tức là nãy giờ chúng ta đi 3 bang thì ông Trump đã được 2 và hòa 1. Tiếp theo nữa là cái bang, cái xóa trà này thì cũng ông, tức là 4 bang rồi, thì ông Trump được 3 và hòa 1. Bà Harris thì mới có hòa 1 thôi. Đây là khu vực miền Nam. Chúng ta lên phía Bắc thì cái bang mà chúng ta nói quan trọng nhất nó là Pennsylvania, thì bang này tôi có tới 19 phiếu. Đấy, lúc nãy chúng ta nói là ông Trump là có 33 phiếu rồi. Chúng ta có lẽ phải ghi ra đây cho nhớ. Cái này mở quá, tại vì một đen đen luôn này. Ông Trump là được 33 phiếu rồi. Đấy. Trump. Tức là cái bang này là một Nevada, Arizona, Georgia. Còn cái này là Huệ. Huệ nó gọi là Thai. Hiện nay là bang này là đang Huệ. Bây giờ đến bang Pennsylvania thì chúng ta thấy là cái bang này nó là đã hơn rồi. Thì chúng ta cứ đánh dấu luôn vào bang Wisconsin và cái bang nữa là bang Michigan. Đây là 7 bang này. Chúng ta thấy là 7 cái vòng tròn là 7 cái bang. Thì anh này là coi như là cái bang miền Nam thì anh được 3 bang là được chừng này. Đấy, và một bang là coi như đang hòa. Đây là Harris. Harris đây là Harris. Thì bang Pennsylvania này thì chúng ta thấy là như vậy là nó thuộc về dân chủ. Tức là bang này 19 phiếu. Đây là 19 phiếu đi. Tạm thời đấy thôi nha các bạn nha. Cái này là chúng ta bỏ đây. Bỏ đây. 19 phiếu. Tức là tất cả tổng tổng cái này nó sẽ là coi như chúng ta biết là nó sản tổng là nó sẽ là 93 phiếu. Còn tiếp tục là bang Wisconsin. Wisconsin đây thì chúng ta thấy là bên đảng Dân Chủ là 34% và đảng Cộng Hòa có 25% thôi. Wisconsin đây 34 và 25, tức là Dân Chủ thì cái bang này thì nó chỉ có 10 phiếu thì bà này cho cộng 10 phiếu. Tình hình căng lắm các bạn, chứ không phải là dễ ăn đâu. Rồi và bang cuối cùng đó là bang Michigan. Michigan này thì chúng ta thấy là Democrat xanh là 46% và Cộng Hòa 43%, tức là cũng là Dân Chủ, mà cái bang này là có như thế là 15 phiếu. Cộng 15 phiếu. Và một hòa. Cộng với một hòa. Cộng với hòa. Như vậy nếu cái này là 10, 15, 25 là 34 phiếu của bà Harris. Cộng với 225 phiếu vốn có của các cái bang kia là hãy bỏ cho Dân Chủ thì bà sẽ được 269 phiếu. Đây là mấy? 44 là được 269 phiếu. Nếu bà được ba cái bang phía Bắc này thì là bà sẽ là chưa đắc cử, nhưng mà cũng không có nghĩa là bị thua. Tức là bằng cái số phiếu, tức là chia đôi của cái 538 phiếu đại cử tri. Trong đó ông này 33 này thì chúng ta thấy là ông ấy cộng với lại như vậy là cộng với 219 phiếu, tức là của các cái bang mà nó chuyên bỏ cho đảng Cộng Hòa, thì ông này mới được có 252 phiếu. Cái này nó thay đổi, cho nên là nó hôm qua thì nó khác, hôm nay nó khác. Tức là bà này 26 trong 269 phiếu và ông này là 252 phiếu. Đấy, thì ông này như thế là phải phiếu tới 18 phiếu nữa, còn bà này chỉ trong đó chỉ bà một phiếu nữa thôi. Nhưng mà bây giờ có một phiếu hay 18 phiếu cũng như nhau, nếu tình hình này tiếp tục thì tức là nó còn cái bang hòa, đó chính là cái bang North Carolina. Đấy, thì cái bang này nó cũng là 16 phiếu, cho nên ai mà thắng cái bang này thì trong khi không có bang nào một phiếu hết, cho nên bà này là muốn thắng là bà cứ là cứ 4 bang là bà thắng. 4 bang bất kỳ luôn là bà thắng. Đấy. Cho nên trong khi đó thì chúng ta thấy là cái bang Carolina
nó sẽ rất là khó. Đấy. Như vậy là hóa ra là cái bang bang Bắc Carolina này nó lại là cái bang quyết định, mà chúng ta thấy là hiện nay Cộng hòa nó 33% mà Dân chủ 32%, thì rất là phiêu vọng cho ông Trump. Nếu trong trường hợp mà bang Bắc Carolina này mà bỏ cho ông Trump, mà cái bang bang Pennsylvania này mà không biết của ai á, tại vì cái bang này là nó gọi chúng ta gọi là cái bang quyết định, mà quyết định của các bang dao động là thứ nhất là anh nhiều phiếu nhất, cái thứ hai là anh dao động nhất. Cho nên là nếu mà trong trường hợp mà Bắc Carolina mà thuộc ông Trump, mà cái bang Pennsylvania này là dao động rung lắc cho đến giờ phút cuối ấy, thì ông Trump có cửa. Chứ còn nếu tình hình thế này là ông Trump không có cửa đâu. Cho nên là mọi cái ấy là tôi thấy là không có đúng. Nhưng mà đây là chúng ta cũng đang nói về cái là thực thực tế hiện tại cho các cái phiếu bầu cử sớm bằng thư điện tử, hoặc là đi trực tiếp, hoặc là bầu, tức là các cái request, tức là cái yêu cầu đó, tức là yêu cầu được bầu cử bằng thư điện tử chứ họ sẽ không đến, thì nó là ra như thế này. Chứ còn thế thực tế của ngày mai nó là như thế nào thì nó rất là gay cấn, tôi nói là rất là gay cấn các bạn. Thì đây chúng ta xem là chúng ta thấy cái bảy bang dao động là bang này và cái bản đồ này, Arizona là 2, Georgia là 3, Bắc Carolina là 4, Pennsylvania đâu rồi, PA đây là 5, Michigan là 6 và Wisconsin là 7. Thì nếu mà theo cái màu sắc này, theo cái thời điểm này thì chúng ta thấy là chỉ có hai cái bang là Michigan và Wisconsin, tức là có 25 phiếu, thì có vẻ là ngã sang xanh. Thì trong đó là coi như chúng ta thấy là Nevada, Arizona, Georgia và North Carolina thì là nó ngã sang hồng. Thì nếu chúng ta lấy sang hồng như thế này thì bốn cái bang này thì cộng vào thì ông Trump cũng chỉ có 269 thôi. Đây 16 cộng 16 là 32, 32 là 43, 43 với 6 là mấy? Là 49. Hay không? 17 này, 17, 16, 16, 32, 32 là 43, là 49. 49 mà trong khi đó là như thế là vẫn chưa đủ các bạn nha. 49. Thì mà ông kia là có 210, à đúng rồi, 200, 219 phiếu. Đấy. Cộng với 49 phiếu, đúng rồi, là bằng 268, thì cũng không đậu, cũng không 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 đạt được 268, không đạt được. Nhưng mà trong đó thì chúng ta thấy cái PA này là cái, tức là bang Pennsylvania đang rung lắc, thì cái màu này thì có vẻ nó hồng hồng hơn là cái màu nó chuyển sang xanh. Đấy, nó có vẻ là cái màu này chuyển sang xanh thì đúng này, nhưng mà cái màu này có vẻ chuyển sang hồng. Thì nếu mà được cái bang này thì ai được bang này là được người thắng. Còn nếu mà Harris mà được 3 bang này thì chúng ta nói là phân tích rồi, tức là bà ấy là không thua mà cũng không thắng. Nếu 4 bang này là của ông này thì nó hai bên như nhau, nó còn dạng như nhau. Bây giờ chúng ta xem lại cái chỗ này. Tức là chúng ta thấy là hiện nay là bang Iowa này. Đấy là chúng ta thấy là nó đúng là đỏ này. Là bang này có 6 phiếu đầu đảng Cộng hòa nhưng mà hiện nay đang nghi ngờ. Thì theo tôi được biết là hiện nay là cái theo cái khảo sát thì bà Harris và ông Donald Trump chỉ chênh nhau 1%, ông Trump dẫn là hơn 1% thôi. Còn theo cái khảo sát của cái đài PBS và NPR thì chúng ta thấy là hạ 51%, Trump 47%, còn đài NBC thì hai bên đều là 49%. Còn theo New York Times thì chúng ta thấy là hai bên hòa nhau. Như vậy chúng ta thấy rằng là hiện nay các cái giới thảo, tức là về chính trị, thì người ta nói là cái bà Harris thì khó có thể là đạt được, nhưng mà cái tình hình bây giờ thì cũng không biết, cái thế giới ngầm thì chúng ta cũng không biết được. Nhưng mà người ta nói là các cái vị tiền nhiệm của Đảng Dân Chủ là toàn những gạo cội hết, ví dụ như Kennedy, ví dụ như Truman, hay ví dụ như Roosevelt, hoặc là ngay cả Lyndon Johnson ném bom miền Bắc Việt Nam ấy, thì những lần đó cũng gần như là huyền thoại của nước Mỹ rồi. Thì bây giờ bà này có tiếp nối được cái truyền thống của huyền thoại của các cái đảng dân chủ không, của các cái vị tiền nhiệm của đảng dân chủ hay không, thì người ta nói là khoảng cách nó quá xa, quá kém. Đấy. Tầm nhìn và nói chung là không 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 thể đạt được. Bây giờ giành giật với ông Trump này, giành giật để mà coi như là cái quyền lợi của đảng dân chủ hoặc là của thế giới ngầm
thì có thể là bà sẽ đạt thôi, chứ còn nhưng mà nếu mà cái tâm pháp thì không không đạt được. Bây giờ tâm pháp của bà bằng kinh nghiệm chính trị thì không thể bằng bằng Trung được, về về việc làm kinh tế cũng không thể bằng Trung được. Đấy, về khẳng khái, về các tức là được quyết đoán thì không thể bằng Trung được. Đấy thì nhưng mà cái gì cũng có thể xảy ra hết. Thì hiện nay người ta đang nói về cái chỗ này thì chúng ta cũng biết hết rồi, chỉ còn một ngày sau nữa thì chúng ta sẽ có kết quả chính thức. Bây giờ chúng ta chuyển sang mặt trận. Giờ tại cái mặt trận thì hôm nay chúng ta sẽ đến cái khu vực Nam Đô Nhét, tức là cái chỗ mà Ukraine lên nha các bạn. Cái khu vực này thì là chúng ta biết đây là Shakhta, còn đây là Zhestna Polyana Maximovka. Thì lực lượng vũ trang Ukraine hiện nay đang tiến quân thành công từ Shastaskoye và Maximovka, đã được giải phóng từ ngày hôm qua. Thì các cái vùng kiểm soát phía tây của Bogoslavlenka, khu vực này đã được mở rộng, và phía bắc của Ukraine thì quân đội Nga đang tiến công thành công từ Shastaskoye và Maximovka, đã được giải phóng, và các vùng kiểm soát phía tây của Bogoslavlenka được mở rộng. Thì một ngày trước đó thì cái lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến đến cái làng tức là Trudove phía nam của Kurakovo và đã đang giành được cái chỗ đứng ở sau cuộc tấn công này. Thì từ điểm này đến tiểu khu phía nam của Kurakovo thì chưa đầy 10 km theo một cái đường thẳng. Ngay sau khi lực lượng vũ trang Nga đã vượt qua Uspenovka và chiếm cái làng gọi là Dania, thì lối ra phía nam khỏi thành phố sẽ bị phong tỏa. Và để làm được điều đó thì nó thậm chí không cần phải bị chặn về mặt vật lý. Và điều này sẽ chỉ có một con đường duy nhất là cái vòng vây ở phía tây hướng tới các cái làng Konstantinov, Ple và Andriivka, nơi có Vastok đang hướng tới theo các cái điểm đó. Thì như vậy chúng ta thấy là Nga là hiện nay là ngoài cái các cái vấn đề chỗ Shakhta đây thì đang đánh lên các cái khu này, Chudove. Nga sẽ vượt qua các khu vực này. Chúng ta biết là sẽ đánh ra cái tới cái khu vực này, thì đấy thì chúng ta đã bàn vậy thôi. Chứ thực tế là hiện nay đấy là cũng là cái gọi là đại đội Spenovka đây, thì cũng là trong tương lai thôi. Nhưng mà hiện nay tất cả từ cái chỗ Kurakovo đến cái khu vực này là chưa tới 10 cây số, và có thể nói rằng là Nga cũng đang tiến quân rất như là trẻ tre tại cái khu vực này. Antonovka thì là chúng ta thấy là các xe tăng của Nga rất nhiều đây, 10 xe tăng của Nga đang tấn công khu vực này, và cái chỗ này thì cũng đã đang đến chỗ gọi là Zelizavetovka. Thì cũng các cái hướng này thì vẫn đang nhịp nhàng như mọi lần thôi. Cái việc mà đến chỗ Uspenovka này sẽ tạo ra một cái đối đe dọa là bị bán bao vây với các cái đơn vị đang chiếm giữ các phía nam của con sông đấy, sông Jali đấy, với các cái tuyến đường tiếp tế sẽ bị chặn, và từ cái chỗ Zhestna Polyana có thể tiến thẳng đến chỗ Rasdosnoye. Thì chúng ta cái phía bên bên trái này của cái màn hình này thì chúng ta nó hơi bị vướng. Hiện nay thì các lực lượng của Nga cũng đang tiến đến cái chỗ khu vực Idika. Chúng ta xuống như này thì rồi đang tiến tới cái khu vực này. Chúng ta biết là giải phóng Spartanovka ở đây rồi. Thì theo cái hướng Kurakovo và Idika, với cái mục tiêu là bao vây cái đồn trú của đối phương và làm gián đoạn các cái nguồn cung cấp. Thì Kurakovo thì chúng ta biết là đây là cái trung tâm hậu cần rất lớn của Ukraine, và đây cũng là điểm cuối cùng mà pháo binh Ukraine có thể tiếp cận được Donetsk. Và cái ở sườn phía bắc của Kurakovo trong tương lai thì dọc theo cái phòng tuyến của Novodmitrovka và Novoseledovka ở phía trên này, thì chúng ta thấy các đơn vị Nga đang tiếp tục tiến lên một cách có hệ thống, bất chấp các cuộc phản công ác liệt của lực lượng Ukraine, và các cuộc đụng độ dữ dội hiện nay vẫn đang diễn ra tại cái khu vực này, khu vực Ilinka. Và các cuộc đụng độ dữ dội đang diễn ra tại các khu vực của Ilinka, nơi mà các đơn vị tấn công của Nga đang tích cực mở rộng các vùng kiểm soát. Và sau một thời gian tạm dừng thì quân đội Nga lại tiếp tục hoạt động ở phía Silirovo, và các đơn vị vũ trang Nga đã quét sạch ra khỏi cái vùng gọi là Vishneve, ở khu vực trên này. Các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục chiến đấu, bắt đầu từ ngôi làng Novoorossovka, là cái khu vực phía ngoài này các bạn nhé. Tại cái khu vực Torez thì chúng ta thấy là Nga cũng đang có những cái khó khăn tại đây. Tại khu vực Torez này thì chúng ta biết là những trận chiến đấu có thể nói là không mệt mỏi tại khu vực thành thị vẫn đang tiếp tục, không suy giảm. Và lực lượng Ukraine cũng không có cái ý định rút lui tại cái chỗ khu vực khu định cư này. Cho nên ngày nay cái lực lượng của Nga đang đặt cái quyền kiểm soát của một cái thành trì
của lực lượng vũ trang Ukraine và giành được cái chỗ đứng ở cái chỗ gọi là cái gọi là biên giới mới, nhưng mà thực tế là cái ranh giới mà trước đây là Nga đã từng giữ rồi. Trên chỗ Chasovka thì chúng ta thấy là tình hình tại Chasovka thì có thể nói dưới sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang Nga thì có một cái khu rừng nơi trước đây mà đặt làm cái trung tâm phòng thủ của lực lượng Ukraine, thì cái lãnh thổ của trại trẻ em Druzhba. Thì máy bay tấn công của Nga đang tiến về cái khu vực trung tâm, nơi được coi là thành cổ. Từ phía Nam thì cũng đang báo cáo rằng là quân đội của Nga đang giải phóng hoàn toàn cái tiểu khu gọi là Aklyabatsky và đang tiếp tục di chuyển từng nhà một. Xong rồi các cái phương pháp theo tiếp cận nhà máy chống cháy và nơi vẫn nằm trong cái sự kiểm soát của lực lượng Ukraine, và những trận chiến dành cho Ukraine cũng rất là khó khăn. Và hiện nay Nga đang sử dụng cái bom phát FAB để tấn công khu trung tâm hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine. Và như hôm qua chúng ta đã nói là hiện nay cái khu vực Konstantinovka này thì Nga cũng đang có những cái động thái là tấn công vào khu vực này. Tuy nhiên cũng đã, vẫn chưa rõ ràng. Hiện nay cái Chasovka thì chúng ta vẫn đang tiếp tục là đang bỏ bom và đang giao tranh, cũng như là đang tấn công vào các khu vực hậu cần của khu vực thành cổ. Còn ngoài ra các khu vực này thì chúng ta sẽ biết là sẽ tiến đến các cái chỗ Konstantinovka đây. Thì cái này cũng là tất cả trong tương lai. Tại khu vực Siverdlovsk trên này thì chúng ta thấy cũng hiện nay cũng đang chiến đấu rất là mạnh ở cái chỗ mà khu vực Ivano-Darovka ở khu vực này, cũng như là các khu vực chỗ Bologorovka cũng như là Verkhokamianska. Nhưng mà hiện nay đang các trận chiến vẫn đang diễn ra rất là quyết liệt, nhưng mà chưa có tiến triển về mặt thực địa. Còn tình hình tại khu vực Kursk thì chúng ta thấy là nó cũng không có một cái gì khởi sắc lắm. Tất cả là hiện như cũng đang rình rập nhau một cái điều gì đó ở đây, thì chúng ta cũng đang chờ xem thôi. Thì chúng ta thấy là hôm qua bên Ukraine nó đã chiếm được cái đường huyết mạch từ cái phía Bắc xuống phía Nam. Cái đường này nếu đi thẳng lên nó sẽ lên cái nhà máy điện hạt nhân Kursk. Thì có lẽ họ cũng sẽ không tấn công nhà máy điện hạt nhân đâu, nhưng mà rõ ràng là cái việc mà chiếm con đường này nó cũng sẽ gây khó khăn hơn cho Nga. Không biết là Nga có vẻ như đang lừa hay không thì chúng ta cũng chưa nắm được cái chỗ này. Thì chúng ta cũng hãy chờ xem thôi. Thì vừa rồi thì Bộ Quốc phòng Nga cũng đã có một cái cuộc họp giao ban và đã tính cái tổn thất hàng ngày của bên lực lượng Ukraine trong cái khu vực chịu trách nhiệm. Thì đã tiêu diệt được 440 tên và lực lượng vũ trang Ukraine trên sông Dnipro thì mất 65 tên trong một ngày. Và các đơn vị các cụm phía Nam thì tiến sâu vào các cái khu vực phòng thủ của Ukraine và cũng tiêu diệt được 490 và các loại xe chiến đấu bọc thép. Như vậy là chúng ta thấy là trong một ngày có thể nói quá nhiều. Còn riêng cái khu trung tâm thì cải thiện tình hình chiến thuật thì các lực lượng vũ trang của Nga cũng mất 420 quân nhân và lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 4 quả HIMARS và một quả bom Hammer cùng với 42 máy bay UAV của Ukraine trong một ngày. Và các đơn vị của nhóm Vostok, tức là nhóm phương Đông, cũng đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến. Tổn thất của lực lượng vũ trang cũng lên tới là 110 quân nhân. Và cái nhóm ở phía Bắc thì là 25. Còn cái thông tin mà Ukraine có thể chế tạo được cái tên lửa đạn đạo hay nói cái khác là tên lửa tầm xa thì có lẽ là nó cũng là một cái yếu tố ngoại phạm cho cái của phương Tây thôi. Chắc chắn nó là của phương Tây rồi. Thì họ đang sản xuất đưa ra cái loại Grom 2 xuất hiện trong các cái báo cáo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga rất là nhiều lần, chủ yếu là khi mà các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào các cái sự lắp ráp tên lửa của cái khu phức hợp này. Thì ngoài ra có một cái số tình tiết là khi mà Ukraine cố gắng sử dụng Grom 2 ở quân khu phía Bắc, sau đó tên lửa đã bị đánh chặn thành công và các cuộc tấn công thường xuyên vào các cơ sở sản xuất của tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine và các cơ sở của hệ thống năng lượng Ukraine đã tạo cái lý do nghi ngờ rằng là Ukraine đã chế tạo được ít nhất một số cái bệ phóng và tên lửa như vậy. Do đó tất cả các cái tin đồn này thì đã nói rằng Ukraine có tên lửa đạn đạo của riêng mình, không có gì khác hơn đó là bằng chứng ngoại phạm cho tập thể phương Tây. Và vốn là bằng cách này cách khác đều có kế hoạch ngầm cung cấp cái vũ khí tầm xa cho Ukraine mà nói rằng là Ukraine đã sản xuất được. Thì đó là một số cái thông tin, nó cũng không có nhiều tại mặt trận ngày hôm nay, thì cũng xin thảo luận với quý vị và các bạn như vậy thôi. Ngoài ra có một số cái thông tin về cái khu vực Trung Đông thì Iran có thể tấn công Israel vào đúng đêm bầu cử của Mỹ, tức là vào ngày đêm mai. Và hiện nay Mỹ cũng đã điều rất nhiều cái máy bay chiến đấu cách cái biên giới
của Iran là khoảng 80 km. Và các máy bay chiến đấu Israel hôm nay cũng tiếp tục tấn công thủ đô của Syria là Damascus. Và tình báo Israel cũng hiện nay nói rằng là họ đang rất là quan tâm các cái tài khoản của ông Prigozhin và tập đoàn Wagner ở phương Tây. Còn Iran thì cũng tuyên bố là sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân và đã đặt các cái tên lửa đạn đạo của mình tại 74 địa điểm trên khắp đất nước để chuẩn bị tấn công Israel vào ngày mai. Thì không biết là có đánh hay không thì chúng ta chưa biết. Và quân đội Iran cũng âm mưu sát hại chỉ huy căn cứ không quân của Israel, Nevatim. Còn Triều Tiên thì nói rằng là họ sẽ trông cậy vào sự giúp đỡ của Nga trong cái trường hợp xảy ra chiến tranh với Hàn Quốc. Và hiện nay tình hình đó có vẻ rất là hiện hữu. Thì đó là một số cái tin tức nó cũng đáng chú ý, cũng xin thảo luận với các bạn. Nói chung là hiện nay chúng ta quan tâm cái bầu cử ít nhất cho đến một ngày nữa, rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại cái chương trình về cái chiến sự về Ukraine một cách rõ ràng hơn. Rất xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Bye bye.